trên tay mình đây là con chuột. Đây là sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, bút dạ, kéo cắt và hào dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Ok, mọi người cắt con chuột băng mình nhé, tủ nét. Cắt xong chuột. Em có rồi, em đến lúc đá em bảo em không đá được. Anh cường ơi, em lại bị chuột xuống. Rồi tất cả cũng về. Mỗi tuần đi thì nhớ chào em nhé. Ai là gọi cháu nghe. Em cứ gọi cháu nghe các bạn. Giống nghe luôn. Giống nghe luôn, có chuông, có đàn ngon. Nhưng mà... À, đâu? Sao bị on? Ta thấy xinh lẹ, xinh lẹ thì gọi em được chứ không xanh thì gọi em lấy đâu chuông. Ông không phải. Chỉ cả phần từ mấy... Chỉ có chuông nhạc. Tao có rồi á. Chứ ước. Rồi có xem hôm kia đi xem ta bóng. Chứ ước là không... Chứ lúc nào hôm đấy nhà thì cũng lên đâu với chị về thì nấu của nhà em có ăn đầu soi em hay soi em vàng cho vài món vàng đầu ta không biết là thì không ăn gì không bao giờ gọi được năm giờ em còn biết đấy thì năm giờ mới bắt đầu đá mới bắt đầu lên sân đá mà để anh trả lời mình sẽ đặt mãi mãi là sân nó đi chưa về cái gì sân nó đi chưa mình đã đá với sân rồi. Mọi người nghe chưa mọi người? Hợp là đi sớm luôn. Em cũng biết đi sớm. Quá tội người. Hôm trước gì? Yeah. Mai đi bỏ thì giờ nhớ sẽ cắt sáng. Đều em đi nhé. Thằng nào nói chuyện tiền rồi mẹ nhắn nó lấy sò. Và đấy hôm đấy của mình đi trước cho nó bảo em từ đi lấy của em đã đấm mồm. Em cũng không biết là hôm của mình à. Nhưng mà em treo mình. Đấy, bà đây. Mọi người làm gì làm đừng tội như em Thành là được. Đấy, xòe quá. 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 Như vậy, bây giờ biết rồi. Bây giờ sau khi là nghe được em thì hãy để tôi hình mạng. Con mẹ mình phải nói nó dài thôi đấy, đúng rồi.
10 em nói là khoảng 10 giây. 10 giây, 15 giây, 15 giây. Ta nói là 40 là 5 phút. Mỗi là 4 phút 40 là 5 phút. Hơi là hơi là 10 giây. Ui kéo bọt. Ui kéo bọt nè. Cố với nhau mình nhé. Các bạn ơi mình sẽ đi làm. Con nhìn cho bạn chẳng nha. Ok. Đấy con nhìn cho bạn chẳng tên. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán trái măng cụt. Để em đưa sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Cắt khoảng măng cụt nha mọi người nhé. Cắt ở trước này. Xong rồi tôi sẽ sau này. Sao? Đi em vào xem bầu đá đấy, chứ sân đấy bao giờ chưa? Mày ăn ta tưởng đây cái kiểu mới khán đài có cửa của nó. Ừ, nó biết hướng nào. Đi quanh cái phòng sân đó thì ra chỗ là khu đê đi, khu đê. Nhiều mình đi bộ hộ. Từ xe ngoài. Măng cụt dưới đi mọi người. Thành làm anh cường bực mình đúng không? Đúng không mọi người? Ghép tên là mới cuối nghỉ. Chắc chắn là cứ bây giờ như là phải thêm. Ghép tên cắn vào cái trụ măng cụt nha mọi người, chào mình tí. Hôm đấy mày đi mẹ xe này lên. Tên là trái măng cụt nhé. Đó mọi người. Mọi người.
chắc cuốn mới hoàn thành rồi, thời gian chưa đủ. Ok mọi người ơi, video mình kết thúc nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.